Rồi, xin chào bạn. Trên tay mình đang là cái chiếc máy chiếu, nó có tên gọi là Microid. Cái chiếc máy chiếu này đến từ hãng sản xuất của Mỹ là Texas Instruments, một cái hãng sản xuất cũng khá là nổi tiếng. Đó, thì nó có cái kích thước rất là nhỏ gọn, chỉ cỡ, theo mình nghĩ là cỡ một cái ổ cứng di động mà thôi, và cái trọng lượng của nó cũng khá là nhẹ, chỉ có là 298 gram thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn về những cái kết nối của nó cũng như là những cái đặc điểm của nó. Đó, thì như bạn thấy thì ở cái mặt ở phía bên trên thì chúng ta có một cái bề mặt bằng nhựa và một cái nút bấm ở đây. Đó, ở đây chúng ta có một cái lỗ để đặt cái đèn chiếu ở bên trong, nó chiếu ánh sáng ra bên ngoài. Thì ở trong cái chiếc máy chiếu này nó đã được tích hợp một cái chiếc loa công suất 1W luôn. Còn nếu mà các bạn không muốn sử dụng cái loa tích hợp sẵn trong máy chiếu thì các bạn có thể kết nối qua cái cổng audio 3.5 out ở đây, để kết nối ra cái hệ thống loa ở bên ngoài. Ở cạnh bên đó thì chúng ta có một cái lỗ cắm USB 5V out, một cái cổng HDMI và một cái cổng sạc 12V, nó cũng khá là cơ bản. Ở cạnh bên hông thì chúng ta có một cái bánh xe để chúng ta điều chỉnh cái độ hội tụ và một cái nút tắt mở nguồn. Đó, thì khi mình mở nguồn lên thì nó, các bạn có thể thấy là một cái đèn nó đã được bật lên ở đây rồi. Đó, thì đi kèm theo với thì sản phẩm thì chúng ta có một cái adapter sạc, một cái sợi cáp HDMI đó, và một cái giấy hướng dẫn sử dụng nhanh. Đó, thì ở trên cái vỏ hộp thì nó đã mô tả khá là nhiều cái chi tiết về cái chiếc máy chiếu này. Thí dụ như là chúng ta có cái công nghệ đèn, cái công nghệ chiếu sáng thông minh DLB Intel Bright. Đó, đèn LED, cái đèn của máy chiếu họ cho biết là sử dụng đèn LED và có tuổi thọ lên tới là 20.000 giờ chiếu liên tục. Đó, khá là ấn tượng. Ở đây chúng ta có độ phân giải là 720p 1280x720. Chúng ta có cái tính năng là Auto Keystone Correction, có nghĩa là nó sẽ tự điều chỉnh cái độ méo của hình ảnh, và theo đây cho biết là nó có thể là lên tới cộng trừ 40 độ. Ở bên trong nó đã tích hợp một viên pin có dung lượng cho chúng ta sử dụng là 2 giờ và một cái kết nối không dây bảo hành 1 năm gì đó. Rồi thì cái tính năng chính của cái chiếc máy chiếu này là chúng ta có thể, tất nhiên là chiếu hình ảnh rồi, nhưng mà nó ăn tiền ở chỗ là chúng ta có thể đẩy những cái file PowerPoint, những cái file video và file hình ảnh trực tiếp từ ở bên smartphone hoặc là tablet qua đây và chiếu luôn. Còn nếu mà muốn micro cái những cái hình ảnh, có nghĩa là trực tiếp cái khung hình ở trên điện thoại hoặc là máy tính, máy tính bảng gì đó, thì chúng ta phải buộc lòng phải kết nối HDMI. Như các bạn có thể thấy thì ở mặt bên dưới của cái chiếc máy chiếu này thì chúng ta có những cái lỗ thoát nhiệt. Ngoài ra thì đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái vòng ren ở đây. Thì với cái vòng ren này thì chúng ta có thể là để lên tripod hoặc là chúng ta lắp nó đâu ở nhà chúng ta, như là treo lên chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để treo cái chiếc máy chiếu lên, nó cũng khá là tiện dụng. Và chúng ta còn có thêm một cái mảnh nhựa này và một cái con vít này nữa để chúng ta bắt nó lên. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử kết nối nó với lại cái chiếc điện thoại của mình và mình thử chiếu cho các bạn xem. Như các bạn có thể thấy thì bây giờ mình đang kết nối cái điện thoại iPhone của mình với lại cái chiếc máy chiếu Micro này, và cái hình ảnh mình đang được stream trực tiếp từ bên điện thoại lên trên cái chiếc máy chiếu này luôn. Mình đang sử dụng kết nối có dây để các bạn có thể thấy điểm hơn cái kết nối không thông thường. Ngay khi mà chúng ta thoát ra khỏi cái chế độ xem phim đó, thì các bạn có thể thấy là toàn bộ cái màn hình ở trên những chiếc iPhone của mình nó đã được stream lên cái chiếc máy chiếu này luôn. Thì cái chuyện này chỉ có thể làm được khi mà chúng ta kết nối có dây với lại cái chiếc iPhone mà thôi. Thì để kết nối có dây từ bên cái chiếc máy chiếu này qua chiếc iPhone thì buộc lòng mình phải sử dụng một cái sợi cáp HDMI và một cái đầu chuyển từ HDMI sang cổng Lightning. Tất nhiên thì khi mua cái chiếc máy chiếu này thì chúng ta sẽ không có cái đầu chuyển này mà mình cũng phải sử dụng thêm ở bên ngoài. Còn khi mà kết nối không dây thì chúng ta chỉ có thể stream những cái file phim hoặc là những cái file PowerPoint, file hình ảnh trực tiếp từ trên điện thoại sang cái chiếc máy chiếu mà thôi. Nói chung thì đó cũng là một điểm khá là tiện lợi. Thí dụ như là mình đi dạy hay gì đó thì mình sẽ sử dụng cái chức năng này để mà trực tiếp điều khiển ở trên cái bài thuyết trình của mình hay gì đó từ ở trên cái chiếc điện thoại của mình luôn.